Cô chào các em. Hôm nay cô rất vui cùng đồng hành các em trong tiết dạy trên chương trình phát sóng trực tiếp của trường. Vào bài học hôm nay, cô yêu cầu các em tham gia buổi học đầy đủ, nghiêm túc, chuẩn bị bút, viết, vở, sách giáo khoa và bài tập thực hành. Các em thân mến, hàng ngày các em được cắp sách đến trường, được hưởng sự quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô. Trong khi đó, ở bên ngoài xã hội, có những bạn bằng lứa tuổi các em không được sự quan tâm, chăm sóc, nuôi dạy của gia đình. Các bạn đó phải tự bươn trải, kiếm sống qua ngày, vào đời sớm như bán vé số, đánh giày, lượm ve chai, thậm chí cả ăn xin. Các bạn đó đã không được hưởng những quyền của trẻ em. Vậy trẻ em có những quyền gì? Pháp luật quy định những quyền đó ra sao? Các em vào bài học hôm nay. Bài 13. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam. Ở bài này gồm có các phần như sau. Phần 1 lớn chuyển động. Phần thứ 2 nội dung bài học. Trong cái phần nội dung bài học có 3 phần nhỏ. 1. Quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em Việt Nam. 2. Bổn phận của trẻ em. 3. Là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Và cái phần 3 lớn là phần bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ đi cái phần 1 lớn là phần chuyển động. Chuyển động. Một tuổi thơ bất hạnh. Sách giáo khoa trang 38. Các em theo dõi chuyển động. Tôi gặp em khi đến thăm trường giáo dưỡng. Đó là một em bé nhanh nhẹn, vui tính, có đôi mắt to, thông minh. Khi được hỏi vì sao lại ở đây, em đã kể cho tôi nghe về tuổi thơ của mình. Khi mới sinh, cha mẹ đặt tên em là Phan Văn Thái. Lúc trở thành kẻ trẻ bụi đời, đồng bọn gọi em là ba trẻ. Bởi sau một lần đánh nhau, một bàn tay em chỉ còn ba ngón. Với cái tên ấy đã nói lên cuộc sống phiêu bạt, bất hạnh của Thái. Đến nay em mới tròn 13 tuổi. Nhưng tuổi thơ của em đã đầy những bất hạnh, tủi hờn và cả những tội lỗi. Năm em lên 4 tuổi, bố mẹ ly hôn. Cả hai đều bỏ em đi tìm hạnh phúc riêng. Em được ở bà ngoại nuôi dưỡng. Khi bà già không đủ sức làm nuôi cháu nữa, em phải rửa bát, thuê kiếm sống. Chứng kiến cảnh làm lụng vất vả của chú bé đang tuổi cắp sách đến trường, một người phụ nữ tốt bụng đã đem em về nuôi. Do không được dạy bảo chú đáo, một năm sau em đã lấy cắp xe đạp của mẹ nuôi, bỏ lên Hà Nội trở thành trẻ cả bụi đời, chuyên cướp giật ở cầu Long Biên. Phải mất một thời gian các trinh sát mới bắt quả tang cậu bé đang gây bao phiền toái cho khách qua cầu. Tại cơ quan công an, Thái thú nhận mỗi ngày cháu tham gia cướp giật ở cầu Long Biên từ 1 đến 2 vụ. Số tiền cướp giật cháu dùng để ăn uống, tối đến cháu ngủ gầm cầu. Tôi hỏi em ở đây thế nào? Em hồn nhiên trả lời: thích lắm chú ạ. Cháu được ăn uống đầy đủ, được đi học, lại chẳng phải lo chỗ ngủ khi mỗi khi trời mưa. Phòng khét theo Kim Quý, báo Công an Nhân dân ngày 22 tháng 12 năm 2000. Cô vừa giúp cho các em theo dõi chuyển động. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu những câu hỏi trong phần chuyển động. Câu hỏi: Thái có những hành vi vi phạm pháp luật nào, vì sao? Các em biết rằng Thái lấy cắp xe đạp của mẹ nuôi, rồi làm kẻ cướp giật ở cầu Long Biên, gây phiền toái cho khách qua cầu. Vậy vì sao Thái lại có những hành vi vi phạm như vậy các em? Bởi vì chúng ta thấy rằng tuổi thơ của Thái rất bất hạnh. Tuổi bố mẹ ly hôn khi em còn 4 tuổi, em phải ở với bà ngoại, không được dạy bảo chu đáo. Em đã mất đi cái quyền chăm sóc, quyền bảo vệ. Thái không được hưởng những quyền gì, quyền nào so các bạn cùng lứa? Lứa tuổi này các em ạ, lẽ ra phải được chăm sóc, phải được học tập. Nhưng bạn Thái đã mất đi cái quyền được chăm sóc, quyền được giáo dục.
mất đi cái quyền đến trường các em ạ. Rất là thiệt thòi, một đứa trẻ đã bị lang thang cơ nhỡ. Câu hỏi tiếp theo. Theo em, Thái phải làm gì để trở thành người tốt? Thì các em thấy rằng cướp giật ở cầu Long Biên, và có một thời gian các chú trinh sát mới bắt được cháu. Thế thì lúc này các chú trinh sát phải đưa em về trường giáo dưỡng để giáo dục em trở thành một người tốt. Vậy về trường giáo dưỡng em phải trở thành, em để trở thành con người tốt thì em phải làm gì? Chúng ta phải biết rằng là đến trường, phải đến trường đi học, phải chấp hành tốt nội quy của nhà trường, phải tôn trọng pháp luật, nghe lời các cô, các chú ở đây dạy bảo. Và điều quan trọng, em phải bỏ đi những thói hư tật xấu. Những thói hư tật xấu đó, chúng ta phải bỏ đi để quay lại một trường học, để giúp em, những cô chú, những thầy cô ở đây sẽ giúp em trở thành những con người tốt, để giúp em hòa nhập về với cộng đồng, sau này em học tập tốt để em trở thành những công dân có ích cho xã hội. Em phải có những điều đó, là em phải quyết tâm, và xã hội phải giúp em để em trở về với cộng đồng. Như vậy chúng ta thấy rằng ban đầu bạn Thái đã mất đi cái quyền chăm sóc, quyền giáo dục. Và sau này các em thấy là bạn ấy đi lang thang cơ nhỡ, đã được nhà nước của chúng ta đưa về trường giáo dưỡng để giáo dục em lại. Như vậy lúc này em đã nhà nước đã quan tâm đến cái quyền chăm sóc và giáo dục của em. Em đã thực hiện, em đã thực hiện được cái quyền đó. Và chúng ta sẽ quan sát những cái hình ảnh sau đây. Cái hình ảnh này đã có trong sách giáo khoa rồi. Bây giờ chúng ta cùng quan sát và chúng ta xác định cho cô hình 1 và hình 2 đây là nhóm quyền nào các em nhỉ? Một đứa trẻ đang được đi chích ngừa này ha. Một hình thứ hai là một bé, đứa bé đang được mẹ cho bú này. Như vậy chúng ta thấy đây là cái quyền chăm sóc. Và hình thứ ba là một bạn nhỏ đang được cầm cái giấy khai sinh. Như vậy chúng ta thấy đây là cái quyền được bảo quyền được bảo vệ, đúng không nào? Và cái hình 4, hình 5 thì đây là thể hiện cái quyền học tập của các em, quyền giáo dục. Đây là những cái quyền cơ bản của trẻ em mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài học hôm nay. Vậy từ những cái nhận xét của Thái và những cái hình ảnh chúng ta vừa quan sát thì chúng ta sẽ rút ra một kết luận điều gì để trẻ em phát triển một cách đầy đủ toàn diện? Thì từ những cái phần mà chúng ta đã phân tích chuyển động và quan sát hình ảnh thì chúng ta rút ra một kết luận là trẻ em phải được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục đầy đủ để phát triển một cách toàn diện. Việt Nam là một nước nhỏ bé, nhưng mà chúng ta đặc biệt quan tâm đến trẻ em. Là nước thứ hai tham gia ký kết Công ước Liên Hợp Quốc để bảo vệ quyền lợi trẻ em. Vậy thế nào là quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em? Pháp luật quy định điều đó như thế nào? Chúng ta sẽ sang phần 2 lớn, nội dung bài học. Phần 2 lớn là nội dung bài học. Chúng ta đi phần 1 nhỏ, quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em. Ở phần truyền đọc chúng ta đã tìm hiểu và chúng ta đã được quan sát những cái hình ảnh nói về quyền bảo vệ. Thì chúng ta rút ra một điều là quyền bảo vệ của trẻ em bao gồm những quyền gì? Đó chính là quyền được, trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch, được bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. Các em ghi nhận vào vở cho cô. Vậy quyền được bảo vệ được quy định ở đâu? Luật trẻ em 2016 quy định điều 13, quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ tên, có quốc tịch, được xác định cha mẹ, dân tộc,
giới tính theo quy định của pháp luật. Thì đây không chỉ là quyền của trẻ em mà còn là trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc khai sinh cho trẻ em. Ở lớp 6, các em đã được học 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em trong bài 12 Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Ngoài ra, còn bài 13 Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng nói về quyền khai sinh, quyền quốc tịch. Và luôn được pháp luật bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự, các em đã được học trong chương trình giáo dục công dân lớp 6. Tuy nhiên hôm nay, cô nhắc lại một lần nữa để các em khắc sâu kiến thức, để các em nhớ lại nếu các em bị người khác xâm phạm về tính mạng, nhân phẩm và danh dự, các em có quyền báo cáo với cơ quan chức năng để được bảo vệ. Các em ạ, bên cạnh những việc làm tốt thực hiện quyền bảo vệ trẻ em, thì còn có những hành vi ngược đãi, hành hạ đang vi phạm quyền trẻ em của những bậc làm cha, làm mẹ, mất hết nhân tính. Đây là một trong những trường hợp ngược đãi con trai đẻ của mình trong thời gian gần đây. Cô mời các em cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Clip ghi lại cảnh bé trai 3 tuổi bị mẹ bạo hành dã man như thời Trung Cổ. Đó là một việc làm rất là đau lòng. Và chiều ngày 1 tháng 2, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Thúy, 28 tuổi, mẹ cháu bé, để điều tra hành vi ngược đãi và bạo hành người khác. Như vậy chúng ta thấy đây là một việc làm ngược đãi trẻ em của một người mẹ. Và Công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một cho biết chị Thúy đã từng xử phạt hành chính về hành vi đánh con năm 2018. Hiện nay, công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Ngay tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, ở phường Long Phước, quận 9, người cha cũng đã đánh con trai mới 4 tháng tuổi bị gãy hai chân, xuất huyết não. Đây là hành vi dã man ngược đãi trẻ em. Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Minh Tiến, 24 tuổi, ngụ tại phường Long Phước, quận 9. Chúng ta thấy đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những bậc làm cha, làm mẹ, những người thân trong gia đình, những người đang trực tiếp nuôi dạy, chăm sóc trẻ, hay là những người xâm hại đến cái việc thân thể, nhân phẩm, rồi bắt trẻ em lao động quá sức. Chúng ta không được hành hạ ngược đãi trẻ em. Đó là những việc làm vi phạm pháp luật. Nếu chúng ta sẽ bị vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Trẻ em là tương lai của đất nước. Bác Hồ đã từng nói trẻ em như bút trên cành, biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan. Đó là hai câu thơ chứa chan tình yêu thương của Bác Hồ đối với trẻ em và thực hiện tư tưởng của Đảng, của người Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm, chú trọng, kiện toàn hệ thống pháp luật. Và Hiến pháp 2013 cũng quy định điều 38 là gì? Khoản 1, mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc, sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và nghĩa vụ được thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh. Khoản 2, nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, của sức khỏe của người khác, của cộng đồng. Như vậy, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định về nghĩa vụ, điều 69 nghĩa vụ và quyền của cha mẹ là gì?
Khoản 1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của xã hội, gia đình, công dân có ích cho xã hội. Khoản 2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình. Như vậy, pháp luật đã quy định rất rõ cái quyền chăm sóc của trẻ em, được quy định trong luật trẻ em 2016 và luật hôn nhân gia đình. Ngoài ra, chúng ta còn được tìm hiểu ở ngay trong cái luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2004. Vậy ở đây, đề cập đến cái việc mà chúng ta thấy là quyền chăm sóc của trẻ em. Vậy quyền chăm sóc chúng ta được khái quát như thế nào? Quyền được chăm sóc, đó là được chăm sóc, nuôi dạy, sống chung với cha mẹ có nơi nương tựa và các em ghi nhận vào vở cho cô. Điều đó được thể hiện rõ, cô đã giải thích ngay ở trong luật trẻ em 2016 và hiến pháp 2013. Đây là những cái hình ảnh mà các em thể hiện cái thể sự chăm sóc này. Như vậy nhà nước ta đã chăm sóc trẻ em bằng cách nào? Trích ngừa trẻ em dưới 2 tuổi miễn phí một số mũi vaccine, và trẻ em dưới 6 tuổi đi khám bệnh được miễn phí. Và các em thấy này, người cha người mẹ là luôn là người chăm sóc, là người đỡ đầu chăm sóc các em. Sinh ra các tính cách chào đời, các em đang còn rất là nhỏ đã được bàn tay chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo của cha, mẹ, người thân trong gia đình. Chúng ta thấy là nhà nước, gia đình đã làm rất nhiều việc cho chúng ta, cho trẻ em. Rồi nhà nước còn xây dựng nhiều bệnh viện, trạm y tế, xã, phường để nhằm mục đích phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, cho mọi người dân. Bên cạnh những cái việc làm tốt về thể hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, thì chúng ta thấy rằng bên ngoài xã hội vẫn còn những hành vi ngược đãi trẻ em, vi phạm quyền chăm sóc của trẻ em. Chúng ta thấy là có những bà mẹ đấy các em, sinh ra mới sinh ra con ở bệnh viện đã bỏ con ngay ở bệnh viện. Rồi bỏ con ở như những ngôi chùa, những cái hành lang. Rồi chúng ta thấy những cái hình ảnh trẻ em lang thang đấy các em này. Cơi nhỡ, đang ngồi ở hành lang, đang ngủ cả ngay hành lang, đang đi đánh giày, đang lao động quá sức đấy các em này, đang bán vé số. Những cái trẻ em này rất là bất hạnh. Như vậy chúng ta thấy làm cha làm mẹ đã vi phạm cái quyền trẻ em. Đó là những cái điều chúng ta thấy không đáng lên án. Và cái hình ảnh trẻ em lang thang cơ nhỡ hiện nay là thống kê nước ta rất là nhiều. Rồi chúng ta sang cái phần quyền giáo dục, quyền được giáo dục. Vậy theo em, có những quyền gì trong quyền được giáo dục này? Vậy hàng ngày các em đến trường đi học, các em được đến trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền đi học này. Các em đã trải qua mầm non, rồi lên tiểu học, nay lại được học cấp 2. Đấy, các em đang thực hiện cái quyền gì? Đây chính là cái quyền giáo dục các em ạ. Vậy quyền giáo dục là quyền được học tập này. Quyền trẻ em có quyền được học tập, quyền được vui chơi, quyền được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Các em ghi nhận vào cho cô. Các em ạ, các em đã được học tập, được các thầy cô dạy dỗ để cho các em hiểu biết, nâng cao về mặt kiến thức. Ngoài ra, nhà trường còn luôn luôn tổ chức các hoạt động để cho các em vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Ngay ở những địa phương các em cũng vậy, cũng xây được nhiều khu vui chơi, giải trí, rồi xây nhà thiếu nhi để tạo điều kiện cho các em tham gia
không chỉ học tập mà còn giải trí, các hoạt động văn hóa thể thao, để giúp cho các em phát triển một cách toàn diện. Và Hiến pháp 2013, điều 39, công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. Mọi công dân các em ạ, cứ 6 tuổi là được vào lớp 1, có quyền và nghĩa vụ học tập. Rồi luật trẻ em 2016, điều 16, quy định quyền được giáo dục học tập và phát triển năng khiếu. Khoản 1, trẻ em có quyền được giáo dục học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân. Khoản 2, trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục, được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh. Điều 17, quyền vui chơi giải trí. Trẻ em có quyền được vui chơi, giải trí, được bình đẳng cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi. Như vậy chúng ta thấy là nhà nước đã ban hành cái hệ thống pháp luật, đặc biệt rất rõ trong hiến pháp và luật trẻ em. Ngoài ra còn thể hiện trong các nghị định thông tư khác, nhằm mục đích là bảo vệ quyền lợi cho trẻ em. Đó là một thể hiện cái hành lang pháp lý khá là rõ ràng để quan tâm đến trẻ em. Không đâu xa, ngay tại trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền của chúng ta, được sự dìu dắt của cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cùng với ban giám hiệu là cô Trần Thị Thủy Dương và thầy Lê Hoàng, luôn tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng sống, v.v. cùng với các thầy cô trong trường đã dạy dỗ tận tâm, tạo điều kiện cho các em được học tập một cách tốt nhất, phát triển toàn diện. Chúng ta rất được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của các phụ huynh, toàn trường. Cho nên trong những năm qua, trường chúng ta đã đạt được những thành tích rất nổi bật. Hình ảnh cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đánh tiếng trống trường khai giảng báo hiệu một năm học đầy khởi sắc, trường ta làm được rất thực hiện tốt quyền trẻ em, như tạo điều kiện cho các em đến trường, trao phần thưởng cho học sinh giỏi, khá, học sinh tiến bộ, học sinh có hoàn cảnh vươn lên khó khăn để học tốt và nhận quà vào các dịp lễ Tết. Đây là những hình ảnh chúng ta thấy là những chiếc xe đạp đã từng trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Trường còn tổ chức thực hiện khuyến học nhằm mục đích quan tâm đến những em khó khăn. Hoạt động đoàn đội trong những năm vừa qua có nhiều khởi sắc, tổ chức được các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ nhằm giúp cho các em phát triển một cách toàn diện. Như vậy ở đây, các em đang thực hiện tốt cái quyền giáo dục, các em đang được sự quan tâm của cha mẹ, của thầy cô, của nhà nước. Bên cạnh những việc làm tốt của những cái bậc cha mẹ, của thầy cô, thì vẫn còn, bên cạnh đó vẫn còn những bậc làm cha, làm mẹ vẫn chưa làm tròn tốt trách nhiệm của mình. Đâu đó chúng ta vẫn thấy những em bé bị cha mẹ bắt bỏ học, ép bán vé số, lao động nặng nhọc để kiếm sống. Đó là những việc làm vi phạm quyền giáo dục, quyền chăm sóc của trẻ em. UNESCO đã có khẩu hiệu trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Và chính vì cái khẩu hiệu đó, chúng ta luôn luôn làm thực hiện tốt cái quyền giáo dục, quan tâm đến trẻ em. Bây giờ chúng ta sẽ, trước khi sang cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ xử lý một tình huống nha. Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả sớm khuya để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi ăn ham chơi với các bạn, với những bạn xấu nên kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm, không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm để lên lớp và phải học lại. Hãy nêu nhận xét của em về việc làm của bạn Tú. Theo em, Tú đã làm tròn bổn phận nào của trẻ em?
làm tròn quyền và bổn phận nào của chị em. Thì chúng ta thấy rằng bạn Tú ở đây là sai, đúng không? Không làm tròn bổn phận, quyền và bổn phận đối với trẻ em. Như quyền được học tập này, bổn phận của con đối với cha mẹ. Như vậy chúng ta thấy là ngoài những cái quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đã làm cho các em, nhà nước đã giúp cho các em, thì bản thân các em phải làm tốt bổn phận của mình. Như vậy, ở đây bạn Tú đã không thực hiện tốt bổn phận của con cháu đối với cha mẹ. Bạn ấy đã có kết quả học tập sa sút, ham chơi, đua đòi, dẫn đến những kết quả học tập kém. Từ việc phân tích tình huống, chúng ta rút ra cái phần bổn phận của chị em là gì? Chúng ta sang phần 2 nhỏ, bổn phận của chị em. Vậy bổn phận của chị em bao gồm 5 bổn phận. Thứ nhất, yêu tổ quốc. Thứ hai, tôn trọng pháp luật. Thứ ba, kính trọng giúp đỡ ông bà cha mẹ. Thứ tư, chăm ngoan học giỏi. Thứ năm, không sa vào tệ nạn xã hội. Với yêu tổ quốc thì chúng ta cần phải làm gì? Ngay trong trường, các em cần phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Đó là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Và bây giờ các em phải cố gắng học tập tốt để xây dựng một đất nước ngày càng giàu mạnh. Tôn trọng pháp luật là gì? Tôn trọng pháp luật chính là các em chấp hành tốt luật an toàn giao thông, các quy định pháp luật khác, những hành vi học sinh không được làm. Ở nhà trường chúng ta cũng đã có cái những cái hành vi học sinh không được làm, chúng ta cần phải theo dõi để ghi nhớ, để thực hiện tốt pháp luật. Để kính trọng giúp đỡ ông bà cha mẹ thì chúng ta cần phải làm gì? Các em biết, có ông bà thì mới có cha mẹ lại sinh ra chúng ta. Ta phải kính trọng, biết ơn ông bà cha mẹ. Và trong chương trình văn học lớp 7, các em đã được học bài ca dao nổi tiếng về tình cảm gia đình. Bài ca dao nhắc nhở bổn phận của làm con đối với cha mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Chăm ngoan học giỏi là một nhiệm vụ của các em trong nhà trường, là một bổn phận mà yêu cầu các em phải thực hiện tốt. Phải cố gắng, phải tu dưỡng rèn luyện để có đạt kết quả cao, để thầy cô và cha mẹ vui lòng, để đóng góp vào xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Vì không sa vào tệ nạn xã hội là không nghiện hút, không rượu chè cờ bạc, không tàng trữ vận chuyển ma túy, vân vân. Chính là các em đã thực hiện tốt pháp luật của nhà nước. Chúng ta vừa tìm hiểu phần 2 nhỏ bổn phận của chị em để bước sang cái phần 3 là thực hiện tốt quyền bảo vệ, chăm sóc, giáo dục của trẻ em. Thì gia đình, nhà trường và xã hội đã làm gì? Chúng ta sang cái phần 3 nhỏ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Để tìm hiểu phần này thì chúng ta xem một cái đoạn phim sau đây. Em xem một cái đoạn phim sau đây. Suy nghĩ nhé, đối với các em, gia đình là gì nào? Đối với các em, gia đình là cô mời bạn Phương. Các cô, gia đình là ông bà, là cha mẹ, là anh chị ạ. Gia đình là ông bà, là cha mẹ. Cô mời bạn Tít. Thưa cô, gia đình. Xa thì nhớ, gần nhau thì cười. Xa thì nhớ, gần nhau thì cười. Bi, tắt iPad đi ngủ ngay. Bi, tắt iPad Bi, đi ngủ ngay. Bi, dậy đi học đi con. Bi, dậy đi học đi con. Em thích con gấu này. Em thích con gấu này. Bi, con là anh, con phải nhường cho em chứ. Bi, con là anh, con phải nhường cho em chứ. Gia đình thật là phiền phức. Gia đình thật là phiền phức.
À, vui quá. Hôm nay là chủ nhật, công viên nước thẳng tiến thôi. Hôm nay là chủ nhật, công viên nước thẳng tiến thôi. Bi ơi, dậy chưa con? Cả nhà mình vào viện thăm Bắc Minh, rồi sang nhà ông bà nhé. Cả nhà mình vào viện thăm Bắc Minh, rồi sang nhà ông bà nhé. Chán thế, mình chẳng muốn vào viện tí nào. Chán thế, mình chẳng muốn vào viện tí nào. Mẹ ơi, hôm qua con lỡ hẹn các bạn đến nhà mình học nhóm rồi. Hay bố mẹ cho con ở nhà được không ạ? Thôi đành vậy, Bi ở nhà học với các bạn nhé. Bác Minh quý Bi lắm, không thấy Bi vào lại buồn đây. Tít ơi, sinh nhật tới chơi đi. Hu hu, đau quá. Mẹ ơi, Bi đau quá. Mẹ ơi, Bi có sao không? Tớ phải làm gì bây giờ? Tớ gọi cho bố mẹ Bi nhá. Alo, bạn Cúc ơi, cháu Tít đây ạ. Bạn Bi. Sao chán thế này? Chẳng có gì chơi. Sao chán thế này? Đau quá. Đau quá. Ôi, con tưởng mẹ đi làm rồi ạ. Mẹ xin nghỉ một hôm ở nhà với Bi. À, lát nữa ông bà đến thăm Bi đấy. Mẹ, hôm nọ thực ra. Thực ra không phải là bọn con học nhóm đâu mẹ ạ. Con nói dối bố mẹ để được ở nhà chơi với các bạn. Con trai mẹ giỏi lắm. Tự nhận ra mình đã sai. Và còn tự nhận lỗi với mẹ nữa. Cả lớp mình lại tiếp tục thảo luận về chủ đề gia đình là. Thưa cô, gia đình là yêu thương. Như vậy, chúng ta vừa được xem cái đoạn phim. Thì qua cái đoạn phim các em thấy rằng là bạn nhỏ trong đoạn phim ban đầu chưa biết gia đình là gì. Bạn chưa hiểu được gia đình nó có tầm quan trọng như thế nào đối với các em. Bạn ấy đã không nghe lời cha mẹ, đã nói dối cha mẹ. Sau đó em đã thấy gia đình rất là quan trọng đối với em. Em đã hiểu ra gia đình là nơi đầu tiên để giúp các em phát triển về mọi mặt. Các em ạ, gia đình chính là tế bào của xã hội. Nó là môi trường đầu tiên quan trọng để giúp các em hoàn thiện về nhân cách. Có ai chúng ta thấy là không có gia đình đâu. Gia đình là nơi chúng ta đi. Chúng ta buồn chúng ta cũng về với gia đình. Vui chúng ta cũng trở về với gia đình. Về với mái ấm để chúng ta chia sẻ. Cho nên gia đình là môi trường quan trọng, là môi trường đầu tiên để giúp cho làm cho các em bảo vệ được quyền, giúp cho các em chăm sóc giáo dục. Ngoài gia đình, chúng ta thấy là cái nhiệm vụ, cái vai trò của nhà nước và xã hội tạo mọi điều kiện để cho em thực hiện tốt quyền của mình. Và trách nhiệm trước tiên là gia đình, các em ghi nhận vào cho cô. Như vậy, nhà nước và xã hội luôn luôn tạo mọi điều kiện để cho các em thực hiện tốt. Và các em thấy rằng là ngay ở như trong Bác Hồ đã từng nói, có một câu nói quen thuộc đó là gì? Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Trồng cây thì 10 năm được thu hoạch các em ạ. Nhưng trồng người thì cả 100 năm, cả một đời người chúng ta phải chăm sóc giáo dục, phải được bảo vệ. Luôn luôn chúng ta phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức cả một đời người. Đó là câu nói của Bác Hồ muốn nhắn gửi chúng ta. Và các em thấy
Đây là những cái hình ảnh mà gia đình, nhóm hình ảnh số 1 là nói về gia đình này. Gia đình này quan tâm chúng ta, đã dìu dắt chúng ta khi chúng ta mới cất tiếng khóc chào đời, và cũng chứng kiến những cái gia đình cũng là nơi chứng kiến những cái niềm vui, nỗi buồn, những cái thành tích của chúng ta. Và nhóm hình ảnh số 2 đó là nhóm hình ảnh về nhà trường. Chúng ta thấy là nhà trường luôn luôn là nơi để cho chúng ta học tập. Các thầy cô luôn luôn tận tình dạy bảo các em, truyền đạt kiến thức cho các em, chăm sóc ngoài dạy bảo còn chăm sóc các em, dạy cho các em nên người. Và nhóm hình ảnh số 3 chúng ta thấy là chúng ta, đây là nhóm hình ảnh xã hội. Chúng ta còn được trao học bổng đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Rồi tặng quà cho những em có mái ấm, cho các em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong những dịp Tết. Đó là xã hội đã quan tâm đến chúng ta. Còn rất nhiều việc khác nữa. Và chúng ta thấy ngay ở địa phương chúng ta thì chúng ta hay làm là những cái việc là tặng quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi, để chúng ta được phát quà. Rồi tặng quà trung thu cho trẻ em nghèo. Đó là những cái việc mà nhà nước đã làm cho chúng ta. Và ở trên chúng cô cũng đã giới thiệu một số cái văn bản luật, là luật trẻ em 2016, hiến pháp năm 2013, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực 2015. Thì các em thấy nhà nước có quan tâm thì mới tạo điều kiện cho các em ban hành những cái hệ thống, những cái hành lang pháp lý để giúp cho chúng ta. Đó là thể hiện cái sự quan tâm của nhà nước, nhà trường đối với chúng ta. Bây giờ để hiểu hơn cái bài tập, để hiểu hơn cái bài học hôm nay, thì chúng ta sẽ đi phần 3 lớn là phần bài tập. Một trong các hành vi sau đây, hành vi nào vi phạm quyền trẻ em, đánh dấu X vào ô tương ứng. Một, khai sinh chậm. Đúng không? Khi trẻ đến trường đi học, đây là vi phạm. Hai là đánh đập, hành hại trẻ em, đó là vi phạm. Đưa trẻ hư vào trường giáo dưỡng, đây là việc làm tốt đấy các em này. Bắt trẻ em bỏ học để lao động kiếm sống, đây là một việc làm vi phạm quyền trẻ em. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện, đây là một việc làm tốt, giúp cho trẻ em trở lại với cộng đồng. Dụ dỗ lôi kéo trẻ em đánh bạc hút thuốc, đây là việc làm vi phạm quyền trẻ em các em. Bài số 2, bài tập D, sách giáo khoa trang 42, trong trường hợp bị kẻ xấu đe dọa lôi kéo vào con đường phạm tội trộm cắp, em sẽ làm gì? Tìm mọi cách phản ánh cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương. Hai là im lặng bỏ qua. Ba là nói với bố mẹ hoặc thầy cô giáo trong nhà trường đề nghị giúp đỡ. Bốn là biết là sai nhưng vì bị đe dọa nên sợ phải làm theo lời dụ dỗ. Như vậy chúng ta thấy rằng đây là chúng ta sẽ chọn phương án 1 và 3, đó là giúp cho các em. Đúng không nào? Cô củng cố cái bài 13, quyền được bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam. Ở bài này các em nắm cho cô một số quyền của trẻ em. Đó là quyền bảo vệ, quyền chăm sóc, quyền giáo dục. Bổn phận trẻ em, các em nắm cho cô được 5 bổn phận của trẻ em: yêu tổ quốc, tôn trọng pháp luật, kính trọng giúp đỡ ông bà cha mẹ, chăm ngoan học giỏi, không sa vào tệ nạn xã hội. Và cái phần trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, các em nắm cho cô về gia đình và nhà trường và xã hội. Cô đã cho các em ghi, các em về nhớ học thuộc cho cô. Các em ạ, trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan, là sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với trẻ em. Trẻ em là niềm tự hào, là tương lai của đất nước, là lớp người xây dựng và bảo vệ tổ quốc mai sau, nên cần được sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ. Đúng như lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Các em thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Các em hãy nhớ rằng trong cuộc sống, thực hiện quyền và bổn phận luôn gắn liền, không tách rời nhau. Thực hiện quyền cũng là thực hiện bổn phận một cách tự giác, biết bảo vệ quyền khi có hành vi xâm phạm, cần phải báo với người lớn, cơ quan chức năng để được giúp đỡ. Các em về nhà, cô dặn dò các em về nhà
nhớ học bài và làm bài tập trong sách giáo khoa, bài tập thực hành đầy đủ, chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Bài học hôm nay cô kết thúc ở đây. Cô chúc các em nhiều sức khỏe và nhiều tập học tốt. Xin chào các em.